anh em nói con cá kể hôm nay thì nhiều lắm, để thực tế thì tí nữa vào mới biết được. Xin chào anh em, như vậy là sau gần một ngày di chuyển thì em và tôi đã có mặt ở đất Lào rồi. Bây giờ đang chuẩn bị ra đồ. Chúng tôi chuẩn bị cũng rất là nhiều thứ, xuồng hơi này, động cơ, thực phẩm, đồ uống. Nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa để đi ra đi vào. Hôm nay hai em bọn tôi đang ở một nơi rất xa, một vùng đất, vùng nước nào đấy, vùng nước Lào. Nước Lào, nước Lào đó. Cái đường như này chỉ ném xa khoảng chừng 10m, 15m. Rất là nhiều cây cọc nhé. Đi chậm mới ăn được. Ấy chín rồi. Ủa. Chưa rồi. Còn không? Còn. Số mi to rồi. Đẹp con này, đẹp đỏ âu. Con tam mi rất đẹp anh em nhá. Thành đi cá rồi. Ôi, rồi thành đi đây con khủng rồi.